Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh HandyV. Và video này thì mình chia sẻ đến các bạn về sự hồi phục của những cây dâu tây già. Với video trước thì mình đang bị lỗi gì các bạn, mình có quay một đoạn những cái video mà dâu tây hoa đỏ nhưng mà nó bị lỗi mất tiếng ở phần sau. Và video này thì mình chia sẻ đến các bạn những cây dâu tây già. Thì trước đây mình có nói với các bạn là tại những cái dâu tây già tại sao mình định trồng lại nhá các bạn nhá. Thì mình nhắc lại là cây dâu tây già là nó cỗi rồi các bạn. Nó cỗi và nó không có ra trái được nữa, tức là nó ra trái rất là kém. Thì mình cắt rễ, mình trồng 4 cây mà 4 cây thành 3 chậu, nhưng mà 2 chậu nhỏ thì nó sống được, còn 1 chậu to thì nó chết mất. Thì bây giờ còn 2 cái gốc, bây giờ thì hiện tại nó đã ra cây, ra lá non và nó ra rễ đang phát triển. Và mình nói cái cách của mình trồng để cho các bạn hiểu rõ. Nhất thì có thể một là đầu tiên là các bạn tại sao lại thắc mắc là mình lại phải trồng lại cây dâu già mà trong khi mình có thể nhân được nhiều ngó, tức là có thể những cây ngó như thế này các bạn này. Đây là những cây ngó mình cũng có thể lấy được như thế này các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy không, là mình cũng vẫn lấy ngó đúng không, nhưng mình vẫn trồng và vẫn lấy lại những cây dâu già. Thì mình sẽ nói với các bạn như sau này. Thì hiện tại thì nó đã hồi sinh, có nghĩa là được 2 cây các bạn nhá. Thì cái tỷ lệ trồng nó vẫn chết chứ không phải là không. Các bạn có thể thấy được là những cây gốc cây dâu già mà cũng có những rễ nó đang trồi đây. Thì những cái dâu già các bạn, một là nó già nó không nhận hiệu quả thì mình trồng lại với cái mục đích đó là mình cho nó phục hồi lại, nó sẽ ra rễ. Và các bạn có biết là sau này nó có thể ra được hoa được trái hay không thì mình còn chưa biết, nhưng trước đó thì nó đã có trái. Và sau này mình hy vọng là nó ra những cái ngó, và những cái ngó của những cây dâu già nhất ở vườn nhà mình ấy là cái cây dâu mà mình mua về đó các bạn. Mà trước đó thì mình không biết là họ trồng một cái gì, nhưng mình mua về và sau đó cây dâu nó già đi và nó bị cỗi mà mình trồng lại. Thì mình hy vọng sau này các cái ngó của nó sẽ gần nhất với cây mẹ và nó hy vọng ra những cây ngó chất lượng, tức là cái quả của nó sẽ nhiều quả. Mình hy vọng là như vậy, cũng nghĩa là theo cái cách nghĩ của mình các bạn nhé. Còn không biết là các bạn, còn đúng ra thì người ta phải lấy các cái mô, người ta làm phòng mô thì các bạn có thể thấy được là cây dâu nó đã phát triển. Vậy thì các bạn có sẽ một là các bạn thắc mắc là tại sao lại trồng cây dâu già, lại mình nói như vậy các bạn nhé. Thì mình hy vọng là nó sẽ cây dâu già này nó phục hồi lại và nó sẽ lấy được các cái gọi là cái gen gốc của nó. Vì mình hồi cái dâu già là nó mình mua về trái rất là nhiều các bạn, thế nên là mình muốn trồng lại như vậy. Hy vọng nó cho ra cái ngó và mình sẽ trồng từ cái ngó của cái gốc dâu già. Đó là cái mục đích là tại sao mình trồng cây dâu già. Cái nội dung thứ hai mình muốn nói các bạn là trước đây mình trồng là mình cắt hết các cái rễ trồng và mình vùi xuống cái đất đó các bạn. Thì mình trồng một thời gian thì mình thấy cái đất đén lại và nó ổn định cái gốc và nó ra một chút lá non, và mình phơi nắng thì không thấy nó héo. Sau đó thì mình xới đất lên các bạn. Xới đất lên thì cách đây khoảng một tuần mình đã tưới phân NPK loãng các bạn nhá. Thì các bạn có thể thấy được khi mà nó cái dâu mà khi để trồng ở dưới như cái một đường trường đất bình thường á, thì các bạn sẽ phải biết rằng là một cái cây bình thường hoặc một cái gốc có thể là nó các bạn vùi xuống đất thì cái phản xạ tự nhiên của nó thì nó sẽ tìm lấy cái đất và nó ra đã bén rễ nó xuống và nó sẽ cho lá, và khi mà nó đã bén rễ rồi thì nó sẽ ra lá non. Thì khi đấy thì các bạn có thể biết được rồi là nó đã được tự hút được chất dinh dưỡng, thì khi đó chúng ta bắt đầu chăm sóc thì rất ok. Có nghĩa là khi mình đã thấy nó ra lá non thì mình cảm thấy là nó ra được cái rễ. Thì các bạn có thể thấy được này, rễ nó đã nứt, các bạn thấy này, trông trắng này. Đó, các bạn thấy cái gốc nó đã ra rễ chưa, nó nứt nhá. Đó, thì cái đấy thì bắt đầu mình xới đất và bắt đầu mình tưới phân NPK. Những cái phân NPK mình tưới thì mình chỉ có ngâm vào trong cái, mình cho các bạn thấy đây. Các bạn có thể thấy được là với cái phân NPK là mình luôn luôn ngâm ở trong cái này các bạn nhá. Thì mình tưới cái phân NPK là mình luôn ngâm chứ mình không bao giờ bón hạt các bạn nhé. Đó, cho nên là khi mà những cái cây mà nó đã ổn định, có nghĩa là nó ra được một chút rễ non rồi, thì mình xới đất lên là sau đó mình sẽ tưới NPK loãng cho nó. Thì khi nó có NPK thì nó đã phát triển rất là mạnh, và cái việc mà nó đã bén rễ và nó có một chút phân NPK thì bắt đầu khi đó là phát triển nó sẽ bung lá ra và nó phát triển lại. Khi nó lớn lên thì mình sẽ bổ sung dần những các chất dinh dưỡng khác cho
mình thay cái chậu bổ sung chất dinh dưỡng khác thì cái cây nó to lên thôi các bạn ạ. Đó là cái sự hồi sinh của cây dâu tây già như vậy nhá. Thì đó, thì mình hôm nay mình chia sẻ đến các bạn về cái việc mà sự hồi sinh của dâu tây già. Để qua đây các bạn cũng có thể biết được rằng là mình tại sao mình lại phục hồi cái dâu tây già và cái cách chăm sóc của mình làm sao để cho nó khi nào thì thích phân. Thì mình nhắc lại các bạn là mình không có thời gian, mình không có căn thời gian là bao nhiêu là mình có thể tưới phân được như thế nào. Mình chỉ căn cứ vào những cái tình trạng của cây dâu, tức là cái lá non của nó, và mình đoán được cái rễ nó phát triển thế nào thì mình tưới phân. Và đặc biệt là các bạn phải theo dõi nó khi các bạn phơi nắng thì cây dâu nó ổn định, chứ các bạn mà cứ để trong mát mà nó tươi ra nắng nó héo mà các bạn tưới phân thì đồng nghĩa với cái việc là dâu nó dễ bị thối các bạn nhá. Đấy, thì các bạn thông qua đây thì cũng mong các bạn là có những cái trải nghiệm và làm giống mình, chứ còn mình thì không có thể có những cái công thức nào cố định mà gọi là chỉ cho các bạn thế nào cả. Và các bạn có thể thấy mình làm như vậy thì các bạn có thể làm theo các bạn nhá. Và mình nghĩ nếu như các bạn làm kiểu giống mình thì hoàn toàn là thành công, bởi vì mình làm nhiều thôi các bạn nhá. Chứ các bạn đừng có nghe một câu là cứ phải mấy ngày cái mấy ngày thế kia mà là các bạn phải bón cái loại bón cái kia, thì đừng có theo, không có theo một công thức nào ạ. Nói mình nói thật với các bạn luôn. Các bạn chỉ có nhìn cây, các bạn đoán cái tình trạng sức khỏe của nó và các bạn chăm bón thì nó sẽ lên thôi, chứ không có cái gì mà có một cái công thức cố định nào hết. Bởi vì mỗi người trồng mỗi kiểu, và đặc biệt thì mới những cái cây mới thì mình hoàn toàn là trồng ở đất không các bạn, thì các bạn có thể thấy được cái sự hồi sinh của nó. Thì các bạn có thể thấy được là nếu mà một cái cây mà nó rất là một cái gốc mà mình cắt hết rễ rồi mình về mình trồng, thì qua đây thì các bạn có thể sau này các bạn có thể là mua những cây dâu đánh đất về, mà nếu mà chất lượng thì các bạn trồng thì các bạn cũng có thể là trồng kiểu giống mình, thì mình cũng đã từng trồng như vậy thì nó sẽ lên thôi các bạn nhá. Thì video mình xin dừng ở đây. Nếu các bạn có khó khăn gì, các bạn có cái muốn chia sẻ cái điều gì thì các bạn cứ comment ở bên dưới video của mình, hoặc có câu hỏi thì bạn cũng cứ comment, mình trả lời được cái gì thì mình sẽ trả lời với những cái trải nghiệm của mình. Và chúc các bạn cũng có những cái chậu dâu tây thật là đẹp và là sớm có trái. Và các bạn đừng quên like cũng như là đăng ký kênh.